cũng đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày chị nhận thức em. Nhưng mà nếu như mừng tượng lại khoảnh khắc này 1 năm trước, chị có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được rằng mình đã phải lòng em như thế nào. Kỷ niệm 1 năm, khoảng thời gian được xem là không dài, phải không? Nhưng mà nó đặc biệt quan trọng, bởi đó là lần đầu tiên mà chị theo đuổi một người lâu đến như vậy. Chị đã từng hoài nghi rằng liệu chỉ có một mình chị biết đến sự kiện ngày hôm nay, thì liệu đây có được xem là chính đáng không? Chị không biết, nhưng có một điều mà chị vẫn luôn có thể khẳng định. Chị rất thích em, thích đến 365 ngày, thích đến 12 tháng, thích đến 4 mùa không ngừng nghỉ. Người ta nói, để thích một người đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt trong vài giây. Còn đối với chị, chính là một nụ cười trong nửa khắc. Chỉ cần nửa khắc thôi cũng đủ để khiến da đầu chị tê dần, trái tim đập hững mất rất nhiều nhịp. Em xuất hiện như thiên sứ soi sáng và làm thay đổi cả một góc cuộc đời chị. Sự xuất hiện của em vô cùng đặc biệt. Có em trong đời, chị như trở thành một con người mới. Em cho chị biết thêm nhiều kiến thức. Em chính là lý do để chị thực hiện những điều mà từ trước đến nay mình chưa bao giờ làm. Em chính là động lực để chị cố gắng tìm hiểu về một đất nước, về một thành phố, về một loại chữ viết mà trước đó mình vô cùng mơ hồ. Hơn thế nữa, bản thân chị cũng tự mở lòng mình hơn với tất cả mọi người. Em còn giúp chị nỗ lực học tập, vươn lên một thứ hạng mới, một tầm cao khác. Khoảng thời gian đổ về 1 năm trước đây, chị sống trong vô vị, sống không có mục đích. Hay nói cách khác chính là không biết lý do để mình tồn tại. Chị nội liễm, chỉ thường sống trong thế giới của mình. Bạn bè giao lưu rất ít. Giống như đang trôi bồng bềnh giữa đại hải mênh mông, giống như đang bước lừa đời giữa sa mạc khô cằn, nhàm chán biết như nào. Chị thực sự không nhớ nổi trong những năm tháng đó mỗi ngày mình đã làm những gì, bởi vì nó không đáng để khắc ghi, thật sự không đáng. Cho đến khi em xuất hiện và thay đổi quỹ đạo vốn có của nó, làm nó xoay theo một hướng khác, và chị chắc chắn rằng đó là một con đường đúng đắn. Em cho chị nếm thử tư vị của việc hâm mộ ai đó đến điên cuồng, cho chị biết thế nào là khóc về một người mà mình không bao giờ chạm tới được. Và cũng có đôi khi chị nhận ra rằng hạnh phúc đến với mình thật dễ dàng. Bởi lẽ chỉ cần một cái nhích môi của em, một câu nói của em, sự nỗ lực dành cho những người mình yêu và yêu mình của em, chỉ cần như thế thôi cũng đã là quá đủ. Em cho chị biết thế nào là tức giận, thế nào là đau lòng thay cho một người. Em cho chị biết cảm giác được gọi là ngóng trông, đợi chờ bóng hình của ai đó. Em khiến chị dần trở nên ích kỷ, rằng lúc nào chị cũng ước chỉ được nhìn thấy em. Nhưng mà làm sao chị có thể đòi hỏi ở ai đó thật nhiều, trong khi người ta không chỉ là của riêng mình? Làm sao chị có thể mong muốn điều gì ở ai đó, trong khi người ta cách xa mình ngàn dặm? Và làm sao chị có thể nhớ đến em, trong khi bản thân chưa từng gặp gỡ? Với nhiều cảm xúc bối rối đó, chị nếm trải đủ, tất cả hỉ nộ ái ố. Trong 1 năm chị có đủ cả. Là vì ai? Là ai có thể làm điều đó? Là ai có thể tác động mạnh mẽ đến như vậy? Không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỷ. Này Dịch Dương Thiên Tỷ, em có biết không, trái tim của một người con gái vốn dĩ rất dễ vỡ, tâm hồn của một người con gái căn bản rất mong manh. Bên ngoài là thế, có đôi khi chị tỏ ra bất cần đời, có đôi khi chị thể hiện sự vô tâm, nhưng thật ra là rất cần, thật ra là rất quan tâm. Chị chỉ đơn giản đợi chờ một ai đó bước đến, thực lòng chạm tay vào nơi sâu nhất trong tâm khảm, và rồi khiến mọi cảm xúc trở nên vỡ òa. Thực sự cảm ơn người con trai ấy, Dịch Dương Thiên Tỷ. Có đôi khi chị ước mình được trở thành một trong số những người gần gũi và được em yêu thương, tỉ như con gấu Rirakuma của em, tỉ như em trai Nam Nam của em, tỉ như ba mẹ của em, tỉ như hai người anh em của em, để rồi được em gọi tên bằng chất giọng trầm trầm đầy ấm áp và ôn nhu. Chị thật xinh đẹp,
em yêu chị. Nhìn Dương Thiên Tỷ, em nói chị phải làm sao? Trong khi sự yêu thích dành cho em thì ngày càng nhiều, mà chị thì vô phương kiểm soát nó trong khi nó đang chịu áp bức. Em sẽ chẳng bao giờ biết có một cô gái như em mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Một cô gái ngày đêm nhớ đến em. Một cô gái cách em rất xa, rất xa. Hiện tại và cả tương lai nữa, em cũng sẽ chẳng bao giờ biết, có phải hay không? Có lẽ vì thế mà hạnh phúc của chị cũng vô cùng giản đơn. Chị nắm bắt từng chút những khoảnh khắc nhỏ nhoi mà mang niềm vui tràn đầy. Chị nuôi hy vọng từng ngày, cố gắng làm ra thật nhiều tiền, không biết là nhiều đến cỡ nào. Chỉ cần đủ để đứng dưới nơi sân khấu, có thể là xa hoặc có thể gần, nhìn thấy em một cách chân thật nhất, nghe thấy giọng nói của em, hẳn là rất tuyệt đi. Từng nghe một vị thiên tri học nói rằng, mỗi lần nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời kia, liền liên tưởng tới thiên thiên, vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn lên, lại không thể nào chạm đến em được. Chị biết, cho dù có một ngày mình trải qua thiên thân vạn khổ để đến trước mặt Thiên Tỷ, khóc lớn rồi nói với em, chị rất thương em, mà Thiên Tỷ khi đó cũng sẽ chỉ mỉm cười, cúi đầu nói một lời cảm ơn. Nhưng như thế thì đã sao? Chị vẫn sẽ trước sau như một thích Thiên Tỷ. Đúng vậy, nhưng như thế thì đã sao? Tôi cũng vẫn sẽ trước sau như một yêu thích Thiên Tỷ. Dõi theo em từng ngày, đi theo từ phía sau đến mệt nhoài, đi rất lâu, đi được 4 năm rồi, nhưng em vẫn thủy chung chưa chịu quay đầu lại. Nhận thức em rồi, chị chẳng còn có thể nhận thức thêm một em trai nào nữa. Có lẽ em là người đầu tiên vẹn toàn nhất mà chị từng gặp. Người có thể thỏa mãn hết tất thảy mọi điều kiện mà chị đặt ra thời non trẻ. Nhưng như vậy cũng tốt. Xuất phát điểm là đích điểm thì còn gì tuyệt bằng. Mong là như vậy. Dì Dương Thiên Tỷ này, chúng ta còn có rất nhiều năm nữa. Để dõi theo từ đằng sau, để tìm hiểu rõ hơn, để thích nhiều hơn, để trưởng thành hơn, để thực hiện ước mơ, có đúng không? Trước mắt, bản thân chị muốn cùng em bước qua cột mốc năm em 23 tuổi. Có thể sánh bước cùng nhau như bây giờ là được rồi, là thỏa mãn rồi. Thiên Tỷ, chờ chị nhé, có được không? Chị tin rằng nếu em đã từng kiên trì suốt hơn 10 năm, thì vì lý do gì mà chị không thể kiên trì được 7 năm tiếp theo? Trong khi chị không chỉ có mộng tưởng, mà còn có cả tình yêu mãnh liệt như vậy, nó đang thôi thúc chị từng ngày. Nên, một ngày nào đó, sẽ sớm thôi. Mừng kỷ niệm 1 năm, Dịch Dương Thiên Tỷ. Chúng ta hãy luôn vững bước trên con đường này, nhé. Yêu em đến từ chị.